Đã bán cho là kể em im lặng có mình gì cái này là nó đấy sai nào ta ở đó nó cứ là lụt chè rồi nó sợ in đá chè nó có thao bằng nó có hỏng rồi bỏng chưa à con mà xin phúng lập tức đoán chỉ nữa nó có đoán gì hai hai trẻ tao đây à vô hàng tao kê rồi thôi là chiếc kiện nó chia dạng như chia ra rồi nó là chiếc kiện em bận tâm phải lý hả chiếc kiện thấy còn nó còn khó tắm nữa tối nữa không cho cơ của chén đi á hầu mà anh đồ lô xả cháp rồi nó lên nó cho chạy ướp bài luôn mà ta như ướp cho chạy bài nó một chân gió lấu hay hiểu bánh trơn nó nó rong lên đẹp cái nhau turn right toward Jefferson Drive then turn left onto Jefferson Drive turn left onto Jefferson Drive turn right toward Jefferson Drive, then turn left onto Jefferson Drive. Head southwest on 18th Street East, then make a U-turn. Head east toward...
west on 445th Street. Make a U-turn. Southwest on 440th. In 300 feet, continue on to 440th Street. Turn right to stay on 165th Avenue. In one. Oh, the east side. In a quarter mile, turn right onto County 7 Boulevard. Continue on County 7 Boulevard for 10 miles. Northwest on Frontage Road toward County 50 Boulevard. In half a mile, continue on to 415th Street. Continue on 415th Street for 1.5 miles. Thank you.
chế chế bao mà ưu lưu chế đó sẽ trả nó sẽ tư lưu chủ và tư lưu trả nó tư là chi mà chi mà tài lý lâu chạy tao mà không đồ đó không còn lâu nữa.